Đây là lối giữa bắt đầu tháng 2. Thời tiết có bắt đầu hơi nóng lại. Đây là mấy cái những cây mãng cầu á, trước khi trời lạnh á. Cây nhìn rất là tốt. Nhìn thấy cây còn non lành, nhìn thấy bắt đầu trời lạnh mấy bữa, bắt đầu tháng 1. Nó là nó lạnh thì còn rồi đây cho tháng 2. Đó là đó canh bị gì? No, bị trời lạnh á con. Nó trời lạnh không? Nhưng mà không sao, đừng worry. Ai, mình nhìn thấy vậy cây nó chết, nó cũng có bị mất sức. Không không chưa chưa được làm. Lúc trước có cắt tỉa như thế này để mà cây nó có nhiều cái sức chịu đựng, mình dòm cái sức khỏe vô những cái nhánh lớn, còn những cái nhánh nãy nữa mình không có cần thiết, mình phải tỉa bớt nó đi. Tầm nó không có trái sao này. Cái mình hay giữ lại cái này, mình giữ. Cái này. Cái gì con? Nào cái đó không có cắt con. Cái đó không có cắt được. Nhớ cắt sạch sẽ, nhìn như thế này, như mấy cái cây này nó thoáng mát. Bây giờ như sau mấy ngày lạnh, quá lạnh, bây giờ lá bắt đầu rụng xuống nữa. Rụng hết, tự rụng. Bây giờ mình kiểm tra thử cái nhánh này thôi, đâu có chết. Nó rất là mạnh, cây sau này nó phát triển còn mạnh hơn nữa. Qua cây mình đây, những cái nhánh này mình cắt sạch sẽ, không có những cái nhánh nhỏ, tất cả những cái nhánh đều không có bị chết. Nè cái nhánh nhỏ nè, cái đầu, từ cái đầu cũng còn sống. Như lúc trước, cả trước mình có cắt mấy cái này nè, mình cắt sạch sẽ hết trơn mấy cái này nè, cho nên là mấy cái nhánh cây này giờ nó rất là khỏe. Cây này rất là khỏe, nó chống chịu được cái lạnh, cho nên nó không có sợ. Khi mình như năm rồi đó, mình làm rồi, bây giờ mình cắt, mình tỉa, nhưng tỉa mấy cái nhánh này nè, thấy không? Lạnh nó đâu có vô được. Cho nên tất cả những cái nhánh này đều còn là tươi, rất là mạnh. Nó tươi tới khúc này luôn. Nhưng mà sau này mình sẽ cắt bỏ, mình chỉ chườn khúc ngay đây. Chườn khúc ngay đây để trái. Còn khoảng một tuần sau nữa là bắt đầu mình chuẩn bị tiến hành để mình làm cắt tỉa cây.